Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình format 12, một dòng xe đạp địa hình format thương hiệu rất là quen thuộc và nổi tiếng của Nga. Và xe thì được sử dụng bộ chuyển động và group Shimano DOG và bộ phần khung nhôm, loại nhôm siêu nhẹ. Tổng thể xe thì như các bác thấy đây, chi tiết hoàn thiện và những cái lớp sơn các thứ còn giữ được cái độ mới rất là đẹp, tông màu xanh đen pha xanh vàng rất là thể thao và hợp với mọi lứa tuổi thì đẹp. Do là qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là những cái vết xước này nhỏ nhỏ này nó không thể tránh khỏi. Nhưng mà còn về tổng thể chiếc xe thì các bác có thể tự đánh giá được là xe này còn cái độ mới và đẹp này, nó tương đối là tốt. Sử dụng bộ đè DOG, Shimano DOG, sức líp còn rất là trắng này, mayo rất là đẹp, mayo bi vòng, mayo và đĩa rất là đẹp, bánh 27 inch, bánh 27 inch. Phần ghi đông của chiếc xe đây thì cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG hai bên. Tay bấm 10x3, 10 thằng lít và 3 thằng đĩa. Phanh dầu Shimano. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75 đi là phù hợp. DOG 10 lít và 3 đĩa và 30 tốc độ khác nhau. Sử dụng các thứ chuyển động này rất là ngon lành, nhẹ nhàng, mượt mà. À, chiếc xe được bán bên em mức giá chỉ có là 10.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.